Xin chào mọi người, lại là Linh đây. Hôm nay sẽ là tập tiếp theo của series Thảo luận cùng Linh. Mọi người có thấy hôm nay cái video của tôi nó khác rồi không? Mình đang trong cái quá trình mà học hỏi và tiếp thu và cải thiện chất lượng của những cái nội dung video của mình, làm sao để có thể tiếp cận đến mọi người một cách tự nhiên và một cách gần gũi nhất có thể. Thì sau hai cái số vừa rồi phát sóng thì mình nhận ra một điều là mình là một người cầu toàn ấy, cho nên là mình quá chú trọng vào nội dung. Mình luôn muốn cái từ ngữ, cái thông tin mà mình đưa ra cho mọi người nó luôn phải hoàn hảo, phải chính xác, cho nên là mình đã chuẩn bị nó một cách quá kỹ càng. Chính vì thế là khi mà đưa thông tin cho mọi người thì thứ nhất là mình hay bị phụ thuộc vào văn bản mà mình đã chuẩn bị sẵn này. Cái ngữ điệu của mình khi nói nó cũng quá là nhiệt huyết, là dồn dập. Và cái cách ăn mặc của mình rồi nơi mà mình ngồi nó cũng quá là nghiêm túc, khiến cho cái không khí của cái buổi chia sẻ của mình nó kiểu bị xa cách ấy. Cảm giác giống như là mình là một MC đài truyền hình đang gọi là giảng dạy kiến thức hay là gì đó. Thì đó là những cái khuyết điểm mà sau hai tập vừa rồi mình rút ra. Mình không muốn những cái tập chia sẻ của mình nó mang một cái cảm giác quá là câu nệ về hình thức và quá là cứng nhắc như vậy. Cho nên là hôm nay mình sẽ đổi sang một cái vai khác hơn. Mình muốn mình và mọi người chia sẻ một cách gần gũi hơn. Mình ở trong phòng làm việc của mình, mình mặc đồ ngủ. Đương nhiên là mình vẫn make up để tôn trọng mọi người, tại vì nhiều khi cái mặt không make up mang lên clip thì nó cũng hơi kinh. Thì mình nghĩ chủ đề ngày hôm nay mà mình chia sẻ sẽ là một cái chủ đề mà những cái cô gái đam mê làm đẹp sẽ rất là thích. Bởi vì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của Linh Ngọc Đạt. Mình kiểu với tâm thế là mình sẽ có gì nói đấy, và mình sẽ vừa nói mình sẽ phải kiểu vừa suy nghĩ, tại kiểu mình không chuẩn bị kịch bản ý, không tập trung nữa, tại vì mình tự quay mà. Cho nên là clip ngày hôm nay sẽ khá là dài. Nếu mà bạn nào mà không quan tâm về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể lướt qua, nếu không sẽ tốn thời gian của các bạn. Thật ra nhan sắc của mình á thì nó không thuộc dạng kiểu sắc nước hương trời hay là kiểu mỹ nhân gì cả, nhưng mà từ bé đến lớn á thì mình chưa bao giờ cảm thấy tự ti về nhan sắc của mình luôn. Là mình sinh ra và lớn lên thì ở một cái ngôi làng nó bé bé ở vùng ngoại ô ở Hà Nội mà tên là Bắc Từ Liêm. Nếu mà bạn nào ở ngoài Hà Nội thì chắc sẽ có từng nghe qua cái khu vực Bắc Từ Liêm. Từ lúc bé để ra thì mình luôn kiểu lớn lên trong cái sự khen ngợi của mọi người. Thì thường mọi người kiểu biết đấy, trẻ con mà hơi trắng một chút rồi hơi có nét một chút thì người lớn người ta hay cưng á. Xong rồi mình cũng thuộc dạng kiểu nhanh nhẹ, tinh khôn, để mà lớn lên trong cái tình yêu thương và cái sự khen ngợi ấy, thì nó rất là tự tin luôn. Nói chung là từ cấp 1 đến cấp 2 thì mình cảm giác bản thân mình 10 điểm. Nhưng mà lên cấp 3 thì đấy nó không còn khoảng 8 điểm, nhưng mà nó vẫn ok ấy. Và mình cảm thấy kiểu bản thân chỉ còn khoảng tầm 4-5 điểm thôi là từ khi mà mình lên đại học. Xong rồi mình tham gia vào một cái team nữ Epic. Bạn nào mà xem mình từ hồi ngày xưa ấy, các bạn sẽ biết Epic Gaming, cái quán gaming đấy nó ở phố Huế, không biết bây giờ còn không nữa. Thì mình mới nhận ra là bản thân mình vừa bình thường vừa kém nổi bật đến mức nào. Kiểu mình vừa lùn nhất này, mình vừa nghèo nhất này, sau mình ăn mặc quê mùa nhất này, rồi mình trang điểm xấu nhất này. Như là tất cả những cái thiếu sót, khiếm khuyết nó rơi vào mình hết luôn á. Bạn Hoa Nhật Huỳnh này, bạn vừa xinh, bạn vừa nổi tiếng, bạn vừa đáng yêu này. Xong rồi Kiều Anh này thì đẹp đỉnh luôn rồi, không phải nói rồi, cái thời. Còn cái Talk TV đúng không, là Kiều Anh gọi là làm mưa làm gió ở trên cái Talk TV đấy. Rồi chị Thiên Di này, với cả chị Diệp Anh à. Được một thời gian lâu mình cũng hơi quên tên. Cho nên là kiểu mình rất là tự ti luôn, chỉ có vùi đầu vào để chơi game, để nâng cao kỹ năng thôi. Ngoài cái kỹ năng ra ấy thì mình chẳng có gì để mà kiểu so sánh với các bà đấy ở trong team cả. Mình giống như là kiểu một con bù nhìn ở trong đấy ấy. Kiểu đời mình bắt đầu biết đến hai từ tự ti từ lúc đấy. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái quá trình mà mình chỉnh sửa. Dự thì mọi người cũng hỏi mình rất là nhiều, nhưng mà mình cũng nói đi nói lại với mọi người là cái việc giao kéo ấy, đó là cái việc rất là rủi ro. Không phải vì kiểu mình làm thành công hay là mình làm ok xong xuôi không có vấn đề gì, mà đến mọi người thì mọi chuyện nó cũng đầu xuôi đuôi lọt như thế. Cái xác suất rủi ro rất là lớn, và mình không thể nào mà lấy cái uy tín của mình ra để đảm bảo cho bất kỳ một nơi nào. Nhưng mà mình thấy mọi người hỏi mình rất là nhiều, mà mọi người spam hết từ
Facebook, rồi từ hả fanpage TikTok, Instagram, ngày nào mọi người cũng nhắn tin hỏi. Chắc là do gương mặt của mình có nhiều cái sự thay đổi và nó phù hợp với thị hiếu của một vài người, cho nên là họ rất muốn được mình chia sẻ cái chỗ mà mình đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thì mình cũng nói luôn trong đây là hôm nay mình sẽ chia sẻ cụ thể những cái địa chỉ và những cái địa điểm mà mình thực hiện những cái thay đổi đó. Lần đầu tiên mà mình phẫu thuật thẩm mỹ ấy, thì đấy là mình đi nhận mí năm mình 19 tuổi. Ra cái mắt của mình á, mắt gốc của mình á, nó đã là hai mí rồi. Mình không có phải là bị mắt bé hay là bị mắt một mí hay sao đấy mà mình đi nhận mí. Ảnh hồi bé của mình á, thì mặt mình rất là đều luôn. Hai mắt mình cũng đều mà răng mình cũng đều. Nhưng mà sau khi mà mình lớn lên, một bên mặt của mình nó bị kiểu lệch hơn so với bên mặt bên kia luôn á. Cái nếp gấp nó hơi nhỉnh hơn cái bên còn lại. Nhưng mà cái lệch đó lại không phải là cái lệch bẩm sinh mà do cái thói quen sinh hoạt của mình á. Cho nên là mọi người cũng rút kinh nghiệm nhá. Tại vì ngày nào mình cũng soi gương, xong ngày nào mình cũng bị xoáy sâu vào cái khuyết điểm đó của mình. Cho nên là nó giống như là một cái gì đấy rất là to, rất là rõ ở trên mặt mình. Thế nhưng mà người khác thì người ta lại không ấy mọi người. Người ta lại thật sự là người ta không chú ý đến những cái đấy. Cũng hay comment này kia kiểu kêu là mình cắt mí. Nhưng mà thật ra không, mình chỉ nhấn thôi. Lúc đấy mình làm ở một cái spa Hà Nội nhá. Cái chị chủ này, chị rất là nice, chị rất là support mình, rất là nhiệt tình. Chị cũng chăm sóc, take care mình rất là nhiệt tình luôn. Việc mình không chia sẻ chị là bởi vì sao? Chỉ là bởi vì cái mục đích khi mà mình đến đấy để mình thực hiện cái thủ thuật nhấn mí đấy là để cho hai cái con mắt của mình nó cân. Mình muốn là hai cái mí của mình nó cân, nhìn nó đều nhau, chứ không phải là để nhìn nó to lên. Nhưng mà trời ơi, nhấn xong thì nó sâu và nó to. Nó giống như là hai cái con mắt của cái con búp bê Barbie ngày xưa ấy mọi người ạ. Mình sẽ để những cái bức ảnh cũ của mình trước và sau khi nhấn mí ở đây. Nó không phải là xấu, nhưng nó không phải là cái mục đích của mình. Nhưng mà nó để lại một cái viền sẹo bên này ở trên mắt của mình. Không biết các bạn có nhìn thấy không? Hai mắt bên này thì mình không bị sẹo, nhưng mà cái mắt bên này nó có một cái sẹo nhỏ nhỏ. Cơ địa của mình là cơ địa dữ ấy. Về hả, nó sưng, nó nhức, nó chảy nước mắt, rồi nó đau cả đêm mình không ngủ được. Mình hối hận cực kỳ luôn á. Khóc mà không khóc được, xong rồi kiểu ngủ cũng không ngủ được. Khi hai cái mí nó to, nó lồi to hẳn lên á, thì cái sự lệch nó lại càng rõ hơn. Nó giống như là một điểm nhấn. Đi đâu gặp người ta cũng hỏi: "Ê Linh, sao mắt mày một bên to một bên nhỏ thế?" Mình kiểu là hả luôn luôn nha. Một là make up rất là đậm luôn. Hả không bao giờ tôi để được cái lông mi bình thường tự nhiên như này nha. Liên tục luôn luôn là phải nối mi. Nối mi mà nối những cái bộ mi mà phải thật dày thật dài để nó che đi cái sự cái mí mắt nó vừa to nó vừa lệch. Mình nối mi nhiều quá đến cái mức mà cái mi thật của mình nó rụng, nó không còn một cọng nào đâu mọi người. Lần thứ hai mà mình can thiệp thẩm mỹ, cái lần mà mình làm răng sứ thẩm mỹ, ôi trời ơi các bạn ơi, nếu như mình phải chọn một cái việc mà khiến cho mình ân hận nhất trong cuộc đời, đấy là việc mà mình làm răng sứ. Bình thường răng người ta như này đúng không, thì cái răng của mình nó như thế này nè, một cái nó luôn luôn đứng trước và một cái nó luôn luôn đứng sau, nó rất là khó chịu luôn á. Niềng răng trong suốt nó là 60 triệu, bác sĩ nói là bây giờ phải niềng, phải nhổ 4 cái đi thì mới niềng được. Nhổ, mình về mình nhổ một phát 4 cái. Một tuần đầu tiên là mình nhổ 2 cái bên này, mình nhai bên này, xong rồi sang tuần thứ hai là mình nhổ 2 cái bên này, nhưng bên này nó vẫn còn đau. Phải nói là ăn cháo gần như là cả tháng luôn mọi người ạ, bởi vì cái khớp nhai là không nhai được. Thì không hiểu tại sao ma xui quỷ khiến thế nào tự nhiên lại có một cái bên làm răng sứ ở ngoài Hà Nội nó lại bốc mình quảng cáo cho nó. Vừa mới trả xong 60 triệu hết tiền là một, sắp đến cái kỳ đóng học mới. Ôi Stan ơi, nó gọi là quá nhiều thứ. Thế là lúc đấy mình lên đường, mình đồng ý luôn, mình đi làm răng sứ. Thật sự sao mà nó ngu. Trời ơi, sao mà con Linh lúc đấy nó ngu thế, không biết nữa. Mình quay ngược lại thời gian thì mình chắc chắn là mình sẽ không làm vậy. Mình sẽ niềng răng, mình sẽ kiên trì mình niềng răng. Một cái bộ răng tự nhiên, chắc khỏe, đều đặn, sáng bóng là một cái vẻ đẹp mà mình không bao giờ có lại được. Các bạn đã thay một cái gì đấy giả ở trên người rồi thì cái sự mà bền vững của nó là rất là rủi ro. Nếu như mà thật sự là không quá bắt buộc thì hãy thay đổi, còn nếu không thì nên ưu tiên những cái phương pháp như là niềng răng này, là giữ lại cái bộ răng tự nhiên của mình là ok nhất. Mình đang ngáy ngủ đấy, chồng đít vào camera mẹ thế. Đây là cái cơ sở thứ hai mình làm răng
ở trong Sài Gòn. Và cái đợt Covid vừa rồi thì mình không biết người ta còn hoạt động hay không. Nhưng mà trước đấy thì đây là một cái cơ sở khá là uy tín, và mình thấy cái việc là người ta take care, người ta chăm sóc với mình và người ta thay cho mình cái bộ răng mới so với cái bộ răng mình được tài trợ ở ngoài Hà Nội đẹp hơn gấp đôi luôn. Bộ răng bây giờ của mình vẫn chỉ chấm nó 8 điểm. Cho nên là nếu như mà có một bên nào khác á mà làm răng mà mọi người thấy là 10 điểm thì mọi người hãy tư vấn ngược lại cho mình nhé. Thứ ba cũng là lần gần đây nhất mình phẫu thuật thẩm mỹ, thì cũng chắc là cái lần mà trời ơi mọi người khủng bố, mọi người spam mình về cái chuyện là mọi người muốn được mình chia sẻ về cái việc là mình đi sửa mũi, form mũi cũ của mình như nào. Đây mình để ảnh ở đây. Cái sống mũi của mình nó không thấp nhưng mà nó lại kiểu hơi bị gồ nhẹ lên, xong cái đầu mũi thì nó thẳng buột xuống luôn. Tại vì thật ra nó không có đẹp nhưng mà nó lại cũng không có xấu. Khi mà mình đọc được cái phương pháp là đi làm mũi chỉ ấy, thế là mình đi làm mũi chỉ luôn, lên đường ngay vào luôn. Mình không suy nghĩ, mình không cân nhắc, mình không đắn đo bất kỳ một cái gì. Nó có những cái ống ở trong là những cái chỉ định hình giống như là chỉ y khoa, và nó giới thiệu là cái chỉ này nó sẽ tiêu 6 tháng hay 1 năm gì đấy là nó sẽ tự tiêu. Mình chỉ bảo chị ý là cho mình 4 ống thôi. Nhưng mà xong cái lúc mà làm xong 4 ống thì chị ý kêu là cảm thấy chưa đủ. Mà bình thường chẳng ai đi cấy mũi chỉ mà người ta chỉ cấy có 4 ống. Bình thường các bạn khác toàn cấy 12, 15 ống mà em cấy có 4 ống. Thao túng tâm lý ấy mọi người. Lúc đấy mình bị vào thế đã rồi ấy. Thế là xong mình cũng bảo thôi chị cứ làm sao cho đẹp. Cắm mãi mà vẫn không hết. Bà vẫn rút cái ống mới ra bà cắm tiếp. Xong mình phải bảo là thôi chị ơi, chị như thế này, em thấy như thế này là quá ok rồi. Là em thấy mũi em nó thẳng tắp rồi, không còn thấy cái gồ đâu nữa rồi. Mình phải kiểu quyết liệt mình cản bá. Cái chỗ cái mũi chỉ này thì mình sẽ không chia sẻ địa chỉ. Cái sống mũi và cái đầu mũi của mình nó kiểu bị thẳng đùa xuống, cho nên là cái phần gồ lên ở đấy nó bị nhìn rõ. Nhưng mà bởi vì nó có cái phần gồ thì cái mũi mình nó còn hơi giống cái mũi. Nhưng mà khi mình cắm cái chỉ vào, xong cái chỉ nó thẳng đuột một phát luôn, từ sống mũi đến cái đầu mũi là nó thẳng đuột một phát luôn. Đây mình để cho các bạn xem hình. Mình vừa chữa lợn lành thành lợn què hay sao ta. Tự an ủi bản thân là thật ra thì nó cũng là chỉ tự tiêu, thì mình nghĩ là thôi kệ mẹ đi, đằng nào nửa năm một năm nữa nó cũng tiêu hết, nó sẽ về lại cái mũi bình thường của mình, lỡ rồi thì thôi. Nhưng mà đến lúc đấy là mình đã suy nghĩ là chỉ cần là cái chỉ này nó tiêu hết thôi là mình sẽ chấp nhận mình sống với cái mũi đấy của mình đến cuối đời luôn. Kể cả là nó không được đẹp chỗ lắm, nhưng mà mình không còn ý định gì là cái việc là mình sẽ đi sửa bất kỳ một cái chỗ nào trên người nữa. Bởi vì lần nào mình sửa mình cũng thấy xu hết trơn. Nhưng không, một ngày kia mình ngủ dậy, hình như là 6 hay là 7 tháng sau cái ngày mình đi làm mũi chỉ ấy, sờ vào cái đầu mũi thì bỗng dưng nó xuất hiện một cái cục gì đấy rất là khó chịu. Mà lúc đấy là cái chỉ nó tan thật nha mọi người. Cái chỉ nó tan thật bởi vì lúc đấy là mình bắt đầu mình thấy cái gồ mũi của mình ấy, nó lại bắt đầu hơi hiện lên. Xong rồi mình quyết định đi khám bác sĩ. Bảo mình là cái chỉ tự tiêu này, đúng là nó có tiêu thật, nhưng mà cái mức độ mà tiêu của nó không phải là nó sẽ tiêu 100% trong một sớm một chiều. Nó tiêu giống như là nó bị đứt ra ấy, xong còn cái phần đoạn còn lại của nó trồi xuống cái đầu mũi của mình thì nó hơi đâm ra ở ngoài da của mình một chút xíu. Không chắc là nó sẽ tiêu được hết 100%, nên đi phẫu thuật để rút hết những cái chỉ cũ đấy ra. Trong mình kiểu như sét đánh ngang tai ấy mọi người, là bây giờ đã không muốn phẫu thuật thẩm mỹ, đã không muốn sửa mũi, cho nên mới đi gắn cái chỉ vào trong. Rồi cũng nghe lời người ta là cái chỉ đấy nó sẽ tiêu, rồi cái mũi mình sẽ trở lại bình thường. Thì nào ngờ đâu là bây giờ mình phải phẫu thuật để mình rút mấy cái chỉ đấy ra. Thì sao không nói vậy ngay từ đầu đi, để người ta đi sửa mũi luôn cho rồi. Đằng nào thì mình cũng phải phẫu thuật mà, mất công phẫu thuật để lôi mấy cái chỉ đấy ra rồi, thì đương nhiên là mình cũng phải một công mình làm cho cái mũi mình đẹp lên luôn chứ. Bác sĩ gọi là mát tay đi chăng nữa cũng không thể quyết định được là bạn sửa cái gì thì đẹp và sửa như thế nào thì đẹp. Cái quan trọng là bản thân bạn thấy cái gì đẹp. Là cái việc là mình đi nhấn mí ấy, bản thân mình chỉ cần cái mí của mình đều thôi là mình thấy đẹp. Nhưng mà cái chị bác sĩ mà nhấn mí cho mình ấy, chị ý lại cái gu của chị ý lại là cái mí nó phải to, nó phải rõ, nó phải sâu thì nó mới đẹp. Kể cả các bạn có lấy ra những cái form mũi đẹp nhất đi chăng nữa, nhưng các bạn biết tại sao cái mũi đấy nó đẹp không? Bởi vì nó gắn vào cái ngũ quan của người đó, đôi mắt của người đó, đôi môi của người đó, cái shape mặt của người đó hỗ trợ cho cái việc làm cho cái mũi đấy nó rất đẹp. Nhưng khi bạn nhấc cái mũi đó ra, kể cả bạn có làm y hệt, bạn gắn vào đôi mắt của bạn, bạn gắn vào cái gương mặt của bạn với đôi mắt của bạn, với đôi môi của bạn, chưa chắc cái mũi đó đã đẹp. Nếu bản thân mình không biết mình muốn sửa như thế nào, muốn sửa kiểu gì, thì lúc đấy
chưa phải là lúc thích hợp cho bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cho nên là khi mà mình quyết định mình đi sửa thì mình nói với bác sĩ là mình chỉ muốn sửa đầu mũi, mình không muốn động vào phần sống mũi, để nguyên cái sống mũi cho mình chỉ sửa cái đầu mũi của mình bay lên một chút xíu thôi, làm sao để nó không thẳng đuột, nó không cắm thẳng xuống đất, mà chị mình chỉ muốn nó bay lên nhẹ, mình không muốn nó bay quá, mình chỉ muốn nó gọi là bay nhẹ, hất lên một chút xíu thôi. Bác sĩ cũng lúc đấy cũng nói, anh làm nghề này bao nhiêu năm rồi anh chưa bao giờ thấy một ai đi sửa mũi mà lại chỉ sửa có một tí như thế. Là không anh ơi, em muốn sửa như thế nào thì anh cứ sửa đúng như thế cho em. Thì bác sĩ bảo là nếu như mà thế thì em lấy sụn tai, em lấy sụn một ít sụn tai em đắp lên đầu mũi, em còn không, thậm chí em không sửa nhiều, em chỉ sửa đúng cái đầu mũi đấy thôi, thì cái số lượng sụn mà em cần phải lấy nó cũng rất là ít. Hẹn lịch hẹn giờ rồi chốt phương án với bác sĩ là hôm sau mình sửa luôn. Mình làm hết 50 triệu. Lúc đấy thì bác sĩ cũng có nói là tại vì cái mũi của em nó cũng chả có gì ấy, cái đáng ra nếu mà chi phí sửa cả một cái nguyên một cái mũi ấy, thì nó sẽ mắc hơn, nhưng mà tại vì cái mũi của em thì nó cũng chả có gì, cho nên là bác sĩ lấy mình 50 triệu. Mình biết là cái tâm lý của mọi người khi mọi người đã quyết định là đi sửa là phải đi sửa cho tới luôn. Nhiều khi á, mình thấy cái gì mà nó tới quá thì nó cũng rủi ro, vì nó vừa đủ vừa đúng lúc đúng chỗ, đúng nhu cầu thì nó sẽ là đẹp nhất. Đó, bây giờ thì cái mũi của mình nó đang là như thế này. Có thể là hợp gu với một vài người và cũng có thể là không hợp gu với một vài người. Có những người sẽ thấy là cái mũi này của mình xấu, có những người sẽ thấy là cái mũi của mình này ok. Nhưng mà đối với bản thân mình, đối với cái gu của mình hiện tại thì mình rất ưng cái mũi này. À, quên giới thiệu với mọi người cái chỗ mà mình sửa mũi, mọi người hỏi rất là nhiều luôn á. Sửa mũi ở bên bác sĩ Nhạn. Từ từ để tôi phải search. Nhiều khi mà mình đưa cái thông tin mà nó không chính xác ấy, nhiều khi là các bạn còn bị nhầm sang những cái chỗ khác, những cái chỗ fake hay sao đấy, nó còn nguy hiểm hơn. Để thông tin và để link ở đây nha. Loanh quanh khác về ngoại hình của mình, ví dụ như là mình có làm vòng 1 không, thì mình khẳng định luôn là mình không làm vòng 1. Dạo gần đây mình cũng hay theo một vài concept mà kiểu hơi sexy một tí ấy, thì bạn bè mình cũng vào comment rất nhiều, kiểu nghĩ là mình nâng cấp vòng 1 đó, nhưng mà thực ra là không phải. 19-20 tuổi thì vòng 1 của mình nó không được như bây giờ, nhưng mà sau một vài năm thì nó cũng có tăng size. Có thể là do thói quen ăn uống hay sao đó của mình. Số đo của mình là 78-58-80, thì cái vòng 1 của mình nó bình thường thôi so với những người khác, là thậm chí còn bé. Nhưng mà tại vì mình thấp bé, mình hơn 1m5 chút xíu, và cái eo của mình cũng bé, cho nên là mọi người sẽ cảm giác là cái vòng 1 của mình nó bự so với người mình, chứ còn so với những người khác thì nó bình thường. Thế luôn, chưa làm được một cái gì trong ngày hôm nay mà đã là 5 giờ chiều rồi. Thật sự là nguyên một cái buổi sáng ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho mọi người là tất cả những cái gì mà mình đã chỉnh sửa cho đến cuối cùng nhé. Sau toàn bộ những cái trải nghiệm của mình và những cái sự đúc kết của mình, khi mà người ta khen một cái người phụ nữ thay đổi á, hoặc là đẹp lên, yếu tố ngoại hình đương nhiên là nó quan trọng, nó là cái đập vào mắt, nhưng mà nó không phải là toàn bộ vấn đề. Trừ những cái trường hợp nhé, cá biệt quá là vượt bậc. Trong đám bạn của mình thì có em xoài non á. Đó, những cái người phụ nữ mà sinh ra với một cái nhan sắc đỉnh cao, những cái người đẹp như thế thì đúng là cái nhan sắc của họ quan trọng. Còn lại tất cả những người phụ nữ mà dưới cái nhan sắc chim da cá lặn đó, thì mình nghĩ cái điều quan trọng để gây ấn tượng nằm ở cái sự thiện cảm được gây ra bởi sự sâu sắc, sự tinh tế, đó là kiến thức, sự từng trải, sự rèn rũa tôi luyện. Và họ sinh ra một cái thần thái, một cái khí chất mà đôi khi nó còn lấn át cả nhan sắc. Mình xin trích một đoạn văn ở trong cuốn Càng bình tĩnh càng hạnh phúc của nhà văn Vãn Tình như sau. Phụ nữ thông minh luôn là người khác cảm thấy vui vẻ, dễ chịu. Đó là phong thái ung dung dịu dàng, là sự thông tuệ uyên bác trong từng lời nói cử chỉ, là khí chất được tạo nên từ học thức EQ, tấm lòng và sự từ bi.
Nói như vậy thì không phải là để hạ thấp những cái cô gái có cái tâm hồn ngây thơ và trong sáng, có cái sự chưa từng trải. Những cái cô gái đó họ mang những cái một cái nét đẹp rất là thanh thuần, rất là thanh xuân, rất là thuần khiết. Họ có những cái phước lành để họ sinh ra và họ nhìn cái cuộc đời một cái cách mãi mãi tươi đẹp như vậy. Nhưng mà cái đặc ân đấy thì không phải là ai cũng có thể trải nghiệm được. Mình đã từng gặp một vài những cái người phụ nữ trong cuộc đời mình, thật sự nói về cái tiêu chuẩn của nét đẹp thì là họ không có một đường nét nào nằm trong cái gọi là chuẩn mực của xã hội là cho rằng như thế là đẹp. Nhưng mà chỉ cần đối diện với họ từ cái ánh mắt, từ cái cử chỉ, từ cái tông giọng, cái lời nói, cái sự khoan thai độ lượng, cái sự nhẹ nhàng mà họ tỏa ra thì bạn không thể nói rằng người đó không đẹp. Lúc đầu thì mình định giới thiệu các bạn cái quyển, một quyển sách có tên là Bạn đáng giá bao nhiêu của nhà văn Vãn Tình. Thật sự đối với mình, nhà văn Vãn Tình là một nhà văn hay, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái mảng mà sách là để đọc, để giải trí. Về văn phong của tác giả Vãn Tình cũng là một văn phong mang hơi thở nữ quyền thế hệ mới, mang lại những cái năng lượng rất là mạnh mẽ nhưng mà vẫn có cái phần nào đấy nữ tính cho người phụ nữ. Thì nếu như mà bạn nào đang muốn xây dựng nét tính cách gì đấy cho bản thân thì cũng có thể tìm đọc những cái tác phẩm của tác giả Vãn Tình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái buổi chia sẻ rất là dài ngày hôm nay. Thật sự ai mà còn ngồi xem đến đây thì mình thật sự nể các bạn luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành tình cảm cho mình. Bye bye.